chân trên con đường thiêng liêng. Giữa cuộc đời gian nan, con tìm thấy bình yên trong lời thầy, ánh sáng tỏa rằng A-di-đà Phật, sứ mệnh từ hiền hòa. A-di-đà Phật, trong tim con luôn khắc ghi sứ mệnh tuổi ánh sáng đời con mãi mãi. Trong từng câu kinh, từng lời nguyện cầu, thầy mang đến niềm tin yêu muôn mong. Dưới bóng Phật, con tìm thấy an lạc. Bao năm tháng qua, thầy luôn bên cạnh. Những lời dạy ngọn đèn dẫn lối, con đường chân lý mãi mãi không phai. A Di Đà Phật, trong tim con luôn khắc ghi sứ mệnh tuổi ánh sáng đời con mãi mãi. Trong từng câu kinh, từng lời nguyện cầu, thầy mang đến niềm tin yêu muôn màu. Cuộc đời bão sóng gió, con vẫn vững tin nhờ có thầy, con vươn lên từ nơi tối tăm như ánh sáng soi vào tim đêm đen. Sứ mệnh tuổi thầy là tình thương vô biên. Phật, trong tim con luôn khắc ghi sứ mệnh tuổi ánh sáng đời con mãi mãi. Trong từng câu kinh, từng lời nguyện cầu, thầy mang đến niềm tin yêu muôn màu. Dưới trời sao có nguyện cầu thầm kín sứ mệnh tuổi thầy luôn trong trái tim con. A Di Đà Phật, nguồn đời đời kính yêu, trái tim này mãi nhớ thầy sứ mệnh tuổi. Ngài luôn hiền hữu, dòng sông trôi mãi.
chạy đi cho đồ, còn những thứ nào cũng nhận được cái việc của họ.
đưa cho họ những vật đi, con là con không nhận, còn các thứ khác là quyền của họ. Con vẫn sớm ạ, mà đang 3 giờ sáng hay là 4, 5 giờ sáng á, mà đem đến là con không thể nhận. Ờ, 5 giờ chạy theo con nhận. Khi nào giờ con đi cái cổ, con mới nhận đến nhà. Đi trước hay là đi sau, nói như thế rồi thì cũng phải nói á. Cái đấy là mọi người tôn trọng giao thông, tôn trọng pháp luật. Tại vì giờ như con đi tu rồi mà không làm được cái đó thì không ra gì cả. Nên là con nói với mọi người như thế. Cái đấy là mọi người cấm không cấm, hay là mọi người đi mua con cũng không mua cấm. Nhưng mà mọi người nên là đi hàng 1, hoặc đi hàng 2, hàng 3, ở sau mới là chạy không chung. Giờ đây thấy anh lòng còn thương nhớ, nguyện cầu bình an tâm luôn hướng về. Con một lòng theo bước chân cùng tâm đạo, một lòng theo Phật, A Di Đà Phật. Hãy subscribe.